Rồi, giờ mình có cái này là rau câu cá ngựa này nha. Rất là thơm luôn. Rau câu cá ngựa có nhiều màu ha. Màu màu gì? Màu xanh Xanh lá lá cây cây, nè. Màu màu cam, màu hồng màu và màu hồng đỏ và màu nè. đỏ à. Giờ mình chia làm hai nhóm. Dạ. Thì mỗi nhóm là mấy 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 cái kẹo. Là bốn cái kẹo, là hai Mỗi cái kẹo. nhóm, nhóm này hai cái kẹo, nhóm này hai cái kẹo. Vậy thì một nhóm thì hai cái kẹo, mà hai nhóm thì có mấy cái kẹo? Bốn cái kẹo. Bốn cái kẹo. Con làm phép, con làm sao ra bốn cái kẹo? Dạ. Con tính này. Làm sao ra hai là bốn cái kẹo? Làm phép tính gì? Phép tính cộng. Cộng 2 2 cộng 2 bằng 4 đúng không? Đây là viết vào cái tờ giấy nha. Em không biết nữa. Mày viết vào tờ giấy 2 cộng 2 bằng 4 cho người ta ha. Dính cái người. 2 cộng 2 bằng 4. À, nãy mình có hai nhóm, vậy mình thêm một nhóm nữa. Nhóm màu vàng và màu đỏ nữa. Vậy có 3 nhóm. Màu cam mà mẹ. Là màu cam và màu đỏ, đúng rồi. Ba nhóm cá ngựa này. Vậy thì một nhóm là hai 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 con cá ngựa, vậy thì ba nhóm là mấy mấy con? Vậy hôm nay 6 con cá ngựa. 6 con, đúng không? Làm sao ra 6 con? Tại vì từ đầu là mình đã biết Con là làm phép tính gì? phép cộng, từ đầu mình đã biết là 2 cộng 2 bằng 4 rồi, nhưng mà 4 cộng 2 là 6. À, tức là con sẽ cộng đấy, hai con này cộng hai con này là 4, cộng thêm hai con nữa là 6 đúng không? Thì mình viết vào tờ giấy nè. Mình viết vào tờ giấy ha. À, 2 cộng 2 cộng 2 bằng 6. Rồi, 2 cộng 2 bằng 6. Rồi, để tiếp tục nha. Giờ mình có thêm một nhóm hai con cá ngựa này nữa, nó đi chung với nhau nữa. Cá ngựa màu màu vàng và màu Xanh màu xanh dương. Vậy thì bây giờ mình đã có mấy mấy nhóm cá ngựa rồi. dương. Mỗi nhóm là đi hai con cặp với nhau, Bốn còn mấy nhóm. con? Bốn nhóm luôn. Vậy là tổng cộng bốn nhóm này là bao nhiêu con cá ngựa ha? Là 8 con cá ngựa. Rồi, làm phép tính gì? Phép tính cộng. Cộng mấy cộng mấy? Từ đầu là À, giờ con tính rồi, cộng mấy? Hai nè, cộng thêm con gì? 2 cộng 2 cộng thêm 2 nữa. 2 cộng 2 bằng mấy? 4 cộng thêm 2 nữa. 6 6 cộng thêm 2 nữa. 8 8. Vậy là mình cộng mấy lần con số 2? Nó lớn mấy lần? 4 lần con số 4 2. lần con số 2, một lần số 2 này, cộng thêm 2 lần số 2, 3 lần số 2, 4 lần số 2. Vậy mẹ biết là 4 lần con số 2 cộng lại ha, là bằng 4 lần số 2 cộng lại bằng mấy? Vậy 4 lần số 2 là 8. 2 lần số 2 là mấy? Hai là số 2 là 6. 2 lần số 2 bằng mấy? 1, 4. 2 nè, 4. 3 lần số 2? 6. 6. 4 lần 8. số 2 là 8. Đúng rồi ha. Này, mình có 4 nhóm rồi. À, giờ mẹ còn một nhóm nó đi, nó chạy tới nè. Nhóm này là nhóm con màu xanh xanh dương và con màu hồng. À, nó chạy tới, nó nằm trên giữa đây. Rồi bây giờ là mình có mấy nhóm cá ngựa rồi? Năm Có mấy cặp? nhóm Có cặp 5 cá cặp ngựa, cá ngựa luôn luôn. 5 cặp cá ngựa vậy là bao nhiêu con? 10 con. 10 con, làm sao con biết nó 10 con? Người thích cộng mà, tại vì nè, như thế này. Con cộng 5 cặp này lại đúng không? Dạ. Là mỗi cặp một cặp hai con nè, hai cặp là mấy con? 4 con. 3 cặp. 3 cặp là 6 con. 4 cặp. 8 con. 5 cặp. 10. 10 con. Vậy mày viết ra đây 5 cặp nha. Tức là 2 5 lần con số 2 cộng lại đúng không? 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 20 cộng 2 bằng 10. 10. Đây. Rồi. Vậy thì 2 cộng 2, hai con số 2 này giống nhau rồi. Dạ. Tức là 2 lần con số 2 đúng không?
thì mẹ biểu biểu đạt nó bằng dấu nhân. Cái này nó tương đương với là 2 nhân 2, tức là 2 lần số 2 bằng mấy? Bằng 4. Rồi. Ở đây là mấy lần số 2 đây? Là 3 lần số 3 2. Lần số 2. Thì mình có thể là viết 3 lần 2 nè bằng bằng mấy? 6. 6. Ở đây mấy lần số 2 đây? 4 lần. 4 lần số 2 viết nè. 4 lần số 2. Rồi bằng mấy? 4 lần số 2 là 8. 8. Rồi ở đây. Đây mấy lần số 2 đây? Là 5 lần. 5 lần số 2. 5 lần 2 bằng mấy? Bằng 10. Bằng 10. Rồi, vậy thì ở đây những cái dấu dấu này con biết gọi là dấu gì không? Dạ biết. Dấu gì? Dấu nhân. Đúng rồi, dấu nhân nó biểu thị số lần của cái con số lặp lại đó. Rồi, 2 nhân 2 bằng 2 nhân 2 bằng 4, 3 lần 2 bằng 6. 3 lần 2 bằng 6 hay còn đọc là 3 nhân 2 bằng 6. 6. 4 nhân 2 bằng 8. 5 nhân 2 bằng 10. Đúng rồi. Vậy con biết phép nhân chưa? Dạ biết làm phép nhân chưa? Thì mẹ thử nha. Ví dụ giờ mẹ có ở đây 3 con cá ngựa. Một nhóm đó là 3 con cá ngựa. Có 2 nhóm, 2 nhóm. Mỗi nhóm là 3 con cá ngựa. Vậy tổng cộng 2 nhóm này là bao nhiêu con cá ngựa? Là 6 con cá ngựa. 6 con cá ngựa luôn. Vậy mình làm phép tính gì? Mình làm phép tính nhân. Nhân, lấy mấy nhân mấy? 3 nhân 3. 3 nhân 3 tức là 3 lần số 3 lần 3 luôn. 3 lần con cá ngựa nhân 3 lần là 3 lần 3 nha, là biểu đạt nha. 3 nhân 3 ha, 3 lần 3 tức là 3 cộng 3 cộng 3 bằng này 3 lần 3 này, 3 con cá ngựa cộng 3 con cá ngựa cộng 3 con cá ngựa nè. Tức là tới 3 nhóm lần. 3 nhóm 3 con. Ở đây mình có mấy nhóm? 2 nhóm. 2 nhóm là cộng. Cộng mấy cộng mấy? 3 cộng 3. 3 cộng 3. Nhóm này là nhóm 3 cộng 3 ha. 3 cộng 3 bằng mấy? 3 cộng 3 bằng 6. 6. 3 cộng 3 bằng 6. Rồi con đếm là có phải 6 con cá ngựa không? Đếm đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 con cá ngựa. 2, 4, 6. 6 con cá ngựa. Vậy thì 3, 3 cộng 3 bằng 6. Con đếm đây có mấy số 3 nè? 2 số 3. 2 số 3. 1, 2 số 3. Vậy thì cái này là nó sẽ bằng 2 số 3 thì là 2 lần số 3 bằng mấy? 2 lần số 3 là 6. 6. Hồi nãy con nói là con lấy 3 nhân 3 thì mẹ biểu đạt 3 lần số 3 là 3 cộng 3 cộng 3. Thì 3 lần số 3 thì là bằng 9 rồi. Thì nếu làm phép nhân sẽ là 3 nhân 3 như thế này. Vậy lúc nãy nếu mà hai cặp này con sẽ làm phép nhân thì con lại lấy mấy nhân mấy? Dạ con sẽ lấy mấy lần số 3? 2 nhân 3. 2 nhân 3 đúng rồi. Vậy 2 nhân 3 bằng 6 đúng không? Giờ mình thử nè. Con thơm luôn. Đây có 3 cặp cá ngựa. 3 cặp cá 3 nhóm cá ngựa nha. Nhóm này 3 con nè. Nhóm này 3 con nữa nè. Nhóm này 3 con nữa nè. Nhóm này 3 con. Rồi, vậy tổng cộng có mấy con cá ngựa đây? Dạ, tổng cộng có 9 con cá ngựa. 9 con cá ngựa. Rồi, con làm phép tính gì? Phép nhân 3 nhân 3. 3 nhân 3. Tại sao con làm phép tính nhân? Tại vì 3 cộng 3 cộng 3 bằng
9. À, tức là 3 lần số 3 đúng không? Dạ. 3 lần số 3. Vậy là 3 x 3 bằng 9. Đây, mình cũng là lúc nãy nè. 3 con cá ngựa cộng 3 con cá ngựa cộng 3 con cá ngựa bằng 9 con cá ngựa. Đúng rồi. Vậy hiểu phép nhân chưa? Dạ hiểu. Phép nhân thì nó nhiều hơn phép cộng. Và mẹ thử lại lần nữa nha. Mẹ sẽ để cho con cá ngựa này để con tính thử nha. Giờ mẹ đọc nha. Ví dụ như mẹ có 2 x 3. 2 x 3. Ừ, 2 x 3 con tính là ví dụ như có 2 con cá ngựa mà lặp lại 3 lần. Là bằng mấy? Là bằng 6. Đúng rồi. Rồi tiếp tục nha. 2 x 5. 2 x 5. Tức là hiểu rồi, có hiểu. Mấy lần lần số 5? 2 x 5. 2 lần số 5. 2 lần số 5. 1 2 3 4 5. Rồi. Dạ, tổng cộng là mấy con? 10 con. Đếm thì có phải 10 không? 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đây 10. 5 nữa nè. À. Rồi biết rồi ha. Ở đây mẹ có mấy block sữa? 2 block sữa. Con thử làm một phép tính nhân để ra cái số block sữa này thôi coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hộp sữa. Có 2 block sữa mà 2 block sữa tổng cộng là 8 hộp sữa. Vậy mỗi block bao nhiêu hộp? 4 hộp. Mỗi block 4 hộp. Nếu bà làm phép tính nhân con tính như thế nào? Dạ là 2 x 4. 2 đúng rồi. 2 lốc sữa nhân với 4 hộp sữa là 8. Đúng rồi. Vậy hiểu ha. Giờ mẹ đưa bài tập làm nha. Rồi. Đây bài tập mẹ đưa ra con thử làm thử coi được không nha. Dạ. 9 cộng 9. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Thôi con đọc cho mẹ nghe. 2 x 1. 2 nhân 1 bằng 2. 2 nhân 2 bằng 4. 2 nhân 3 bằng 6. 2 nhân 4 bằng 8. 2 nhân 5 bằng 10. 2 nhân 6 bằng 12. 2 nhân 7 bằng 14. 2 nhân 8 bằng 16. 2 nhân 9 bằng 18. 2 nhân 10 bằng 20. Giờ mẹ đố con một câu nữa trả lời đúng là ăn kẹo nha. Dạ. 2 nhân 14 bằng bao nhiêu? Vậy đừng có đùa với con nha. Thế 28. Sao hay vậy? Ừ. Sao anh tính ra? Tính sao ra 28? Tại vì 2 nhân 14, 14 nhân 14,
4 là 10, 1 cộng 1 bằng 2, 4 cộng 4 bằng 8. Tức là con lấy 14 cộng 14 đúng không? Là ra 28 đúng không? Tức là 2 là con số 14. Giỏi quá, vậy là hiểu bài rồi đó. Rồi, tặng một con cá ngựa. Một con kẹo cá ngựa, rồi ăn đi. Mày. Con này con xé ra rồi con ăn luôn đi. Rồi, cái tia xé cá ngựa ra ăn kìa. Rồi, con kẹo cá ngựa sao? Dài. Ngon không? Con nặng nó lên vậy nè, cầm con bấm, bấm nó phục ra. Ngon không? Nó có vị ngon và rất là ngon. Cái dĩa của tôi. Đây là cái rau câu á, con bóp lên nè, đó, bóp, bóp cho nó phục ra. Bóp đi không? Ngon, rất là ngon. Này khó cắn luôn, rất là ngon luôn. Thật sự.